Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chơi tiếp Minecraft PC Mon siêu cấp. Và ở tập trước thì mình đã xài hết toàn bộ số bóng chứa kiểu như là phổ biến mà mình hay dùng các bạn ạ. Còn có một ít cái deep ball nè, trời ơi nhỏ thì tôi luôn. Thế nên là bây giờ mình đang ngồi đây và đợi cho nó đập thêm mấy cái nắp á các bạn. Và nó cũng đã đập xong hết rồi nè. Đó, hôm nay thì các bạn cũng thấy rồi, mình sẽ chuẩn bị thêm khá là nhiều Ultra Ball, Heavy Ball, Hammer Ball và một chút Fast Ball ha. Và phần lớn thì chắc hôm nay chúng ta sẽ cần Heavy Ball đó các bạn ơi. Và mình cũng đã có kế hoạch cho chuyến đi ngày hôm nay rồi. Ở tập trước có một bạn có một cái gợi ý mình thấy hiện tại mình cũng có thể làm được đó các bạn ạ. Đó chính là thử thách đi chinh phục 6 golem huyền thoại. Ơ nhưng mà khoan, gần nhà mình có Lugia huyền thoại xuất hiện các bạn ơi. What the heck? Cái gì đây? Mình còn chưa kịp chế tạo bóng chứa nữa. Quay Lugia gì mà đẹp vậy? Ui Lugia đặc biệt các bạn ơi. Ê mình phải về nhà chế tạo một ít cái gì ta? Ultra Ball lẻ mới được các bạn ơi. Wow. Hên vẫn còn các bạn ơi. Trời ơi. Mình chưa kịp chế tạo luôn á mà chạy riết qua đây liền. Mình sẽ làm một stack Ultra Ball nha. Sau đó thì bắt đầu chinh phục cái Pokemon Lugia huyền thoại này thôi. Đầu tiên mình sẽ đưa Blaziken đi. Lâu rồi mình chưa cho Blaziken ra trận các bạn ơi. Được, kèo này mình sẽ cho Blaziken ra trận nha. Và đây là Iron Torrent. Wow. Hình như đây là Lugia cổ đại á các bạn ơi. Cổ xưa ấy. Ừ, mình thấy nhiều bạn chỉ mình một cái thông tin là những Pokemon có danh tự nhảy tùm lum như nè là những Pokemon cổ xưa ha. Quầy được hay chưa? Thử tấn công cái nhẹ coi. Ổn không? Quầy của kìa mạnh thật á các bạn ơi. Ý, nhưng mà không sao, Blaziken God của mình vẫn có rỉa máu tương đối tốt. Chắc là thêm một đòn double kick nữa các bạn ơi. Đấy, lượng máu đã về cái ngưỡng mà mình có thể tung bóng chứa tốt rồi. Ultra Ball mà dùng thôi các bạn. Một stack lận. Ok. Mới ngày mới thôi mà chúng ta đã có tin vui rồi. Wow. Trời. Chưa gì hồi phục nửa cái máu rồi. Ê. Kế hoạch có một chút thay đổi các bạn ơi. Mình phải đưa thêm Seesaw Cyber của mình ra để Phone Sweep thôi. Ây da. Đây nè. Trời, Phone Sweep không xi nhê rồi. Rồi ok, chạy cối một hồi thì cuối cùng Seesaw Cyber của mình cũng đã làm cho Lugia cổ xưa về ngưỡng máu tốt rồi các bạn. Đó, tiếp tục tung bóng chứa nào. Ê, đừng nói cái vía hôm qua bữa nay vẫn còn nha. Mình làm có một stack Ultra Ball thôi. Ôi mà khó quá là nhiều khi mình dùng một Master Ball các bạn. Tại vì đây là huyền thoại mà còn là cái dạng cổ xưa nữa. Ừ, mình mà bỏ lỡ thì sẽ rất là tiếc ấy. Thành thử ra là nhỡ mà bí quá thì chúng ta dùng Master Ball vẫn được ha. Master Ball có thể cày lại được các bạn ơi. Nhưng mà em này thì chưa chắc mình gặp lại được đâu. Nữa rồi. Sao cái nhân phẩm của mình nó xui từ hôm qua tới bữa nay luôn các bạn à. Trời ơi. Câu rỉa máu chinh phục em cho đã. Rốt cuộc em chọn cách tự quỷ các bạn à. Sống nổi không? Thua rồi. Vậy là chúng ta đã vụt mất cơ hội sở hữu Lugia ở cái dạng cổ xưa ha. Trời, mình nghĩ là sẽ rất là mạnh đó các bạn à. Thiệt luôn. Chắc lần sau mình gặp lại mình tung Master Ball mình bắt luôn các bạn à. Chứ gặp huyền thoại mà bắt hụt như vậy thì cay lắm luôn á. Nice. Ok. Mặc dù hơi cay nhưng mà cũng gán ngậm ngùi cho qua rồi chúng ta làm tiếp công việc ngày hôm nay các bạn. Tại vì mình vẫn còn khá là nhiều bóng chứa chưa được chế tạo nè. Đây mình sẽ làm hoàn chỉnh những cái Ultra Ball. Thêm Timer Ball nè. Đặc biệt không thể thiếu Heavy Ball trong ngày hôm nay nha. Và một chút Fast Ball nữa. Ok, lấy thêm nút cái. Ủa mình hết đế luôn hả ta? Ở ngoài kia lấy thêm mấy cái đế nữa các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị lên đường cho ngày hôm nay ha. Dự là hôm nay sẽ là một cái chuyến đi dài đây. Bởi vì tổng cộng mình sẽ tìm tới tận là 6 golem huyền thoại các bạn ơi.
Nếu mà chinh phục thành công thì chúng ta sẽ có cả một cái đội hình golem luôn đó nha. Trời, nghĩ tới thôi là mình thấy là hơi bị trâu rồi đó. Rồi, và để chuẩn bị cho hành trình này thì mình nghĩ chúng ta nên có một giấc ngủ thiệt là ok la. Sau đó sáng dậy, hy vọng là nhân phẩm của mình nó sẽ reset không có xui giống như hôm qua nữa. Rồi, và lên đường thôi các bạn ơi. Golem đầu tiên thì mình nghĩ chúng ta sẽ tìm ở vùng băng đi. Ít khi mình qua vùng băng mình đi khám phá các bạn, mà mình cảm giác vùng băng mình cũng khá là hên nha. Tại lần trước á, mình có gặp được tòa tháp tiến hóa võ công cho Urshifu nè. Nên là bữa nay chúng ta sẽ trở lại vùng băng đầu tiên á. Mong là vẫn sẽ may mắn giống như lần trước các bạn ơi. Mà bạn nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong Lovefruit, Refine, Unit Tower Defense thì có thể nhấp vào đường link mình để dưới phần bình luận nha. Nani Kyurem ở trong một cái đen các bạn ơi. What? Ok, gặp Kyurem thì chúng ta sẽ đưa cho Zacian God của mình ra trận nha. Lâu rồi chưa thấy Zacian God quẩy một trận căng cực các bạn ơi. Bây giờ đối đầu với Kyurem thì không biết Zacian God của mình sẽ thể hiện như thế nào đây. Cố lên Zacian God. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đệ ba trước bằng một đòn Moon Blast coi. Ổn không? Ây da, chủ lực cánh tem trong đội hình chiến đấu chiến này quá. Đồng đội mình chỉ cần gán cấu phá khiên thôi. Cấu rỉa khiên đi. Hoàng cung lại để cho Zacian God tôi thể hiện cho. Quay, đồng đội mình cũng làm gần được, các bạn mới phá được có ba lớp khiên à. Có một đồng đội đã Dynamax lên được cơ. Hơi tiếc là Zacian God mình không có thể Dynamax được lên các bạn à. Khá là xu luôn, chứ không là mình nghĩ Zacian God mình sẽ mạnh càng thêm mạnh đi. Rồi đây rồi. Đòn quyết định Zacian God Moon Blast. Nó ao được không? Thành công không vậy? Trời, đúng lúc khi yêu rem bật khiên các bạn ơi. Trời ơi, em rồng này quẩy căng thì chứ. Cố lên Zacian. Ủa, tính ra mình qua đây mình đi kiếm golem huyền thoại mà, chứ phải đi tìm Kyurem đâu ta. Vô tình dướng vô trận chiến đây rồi. Thôi, chẳng còn cơ hội nữa đó. Một đòn nữa nè. Yêu, không knock out được các bạn ơi. Rồi chắc đồng đội sẽ kết liễu được Kyurem cho mà xem. Cố lên. 4% máu. Rồi xong rồi. Quầy cuối cùng cũng thắng các bạn ơi. Wow. Ui, mình còn được hai cái nắp kìa các bạn ơi. Một cái nắp vàng, một cái nắp bạc. Wow. Và Kyurem này mình đã sở hữu rồi ha, nhưng mà mình vẫn muốn thử nhân phẩm bằng cách là tung một quả Heavy Ball. Thôi bỏ đi. Thôi cái gì khó quá mình tạm thời cho qua đi các bạn. Còn bây giờ thì để mình lấy hai cái nắp ra nha. Đây. Lần lượt là nắp vàng, nắp bạc các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ cho Pokemon nào sở hữu nha. Mewtwo chắc. Mình có nên cho Mewtwo cái nắp bạc này không nhờ? Tăng vô tấn công đặc biệt từ 422 lên 446 các bạn. Tốc độ thì Mewtwo đã nhanh sẵn rồi, nên là mình sẽ ưu tiên tăng tấn công nhé. Ok. Tiếp theo là Pokemon nào nhờ? Mình còn một cái nắp vàng, nó hơi bị VIP nha. Các bạn muốn mình cho cái nắp vàng này cho Pokemon nào thì hãy cho mình biết ở dưới phần bình luận nha. Ơi, mình có sự lựa chọn quá các bạn ơi. Em nào mình cũng muốn cho đó, mà mình chỉ có một cái thôi. Thôi, còn bây giờ thì chúng ta trở lại với công việc chính nè. Đi tìm golem huyền thoại ở cái vùng băng này trước các bạn ơi. Để coi, mất bao lâu để chúng ta tìm được nha. Khoan. Chưa đầy một ngày mà chúng ta đã tìm được rồi các bạn ơi. Regice xuất hiện ở trong cái ngọn núi, à không, ở dưới đó, mình nghĩ là ở dưới các bạn ạ. Tại vì thường mấy golem này sẽ ẩn nấp ở dưới lòng đất không ạ. Thôi được rồi, mình sẽ quyết định là đào thẳng xuống phía dưới trước cái đã. Tìm dấu vết của Regi Ice các bạn ơi. Phải thật tốc độ mới được. Ok, mình đào cách này đi cho nhanh. Ê, ngay dưới chân mình luôn các bạn ơi. Ê, lọc số hưởng rồi. Bù lại cái nhân phẩm xui xẻo hồi nãy. Ở kia là Regi Ice mà chúng ta tìm kìa các bạn. Yes sir. Chinh phục Regi Ice nào các bạn ơi. Seesaw Cyber cấu rỉa máu rất là tốt bằng Fawn Sweep cơ. Mình nghĩ Heavy Ball sẽ là loại bóng thích hợp nhất để chúng ta chinh phục những golem huyền thoại đó.
Dạ. Nhưng mà có vẻ cũng khó phết các bạn ơi, không không dễ đâu. Ừ. Lâu lâu bồi thêm vài trái Ultra Ball các bạn ơi. Chứ Heavy Ball mình cũng không có nhiều lắm, cỡ stack thôi à. Wow. Chinh phục 30+ lượt thì cuối cùng chúng ta cũng làm được rồi các bạn ơi. Ủi, mình được cái thanh tủ gì cơ? À, bắt Pokemon với Timer Ball. Oh, vậy là Regice là Pokemon mình chinh phục bằng Timer Ball đầu tiên các bạn ơi. Yay. Và cũng là Pokemon Golem huyền thoại đầu tiên trong ngày hôm nay luôn các bạn. Quá tuyệt vời. Ok, khởi đầu như vậy cũng khá là ổn áp á. Bây giờ thì chúng ta đi lên và chuẩn bị đi tới vùng đất tiếp theo thôi các bạn ơi. Hình như có một vùng đất mà bữa giờ mình chưa có tìm được các bạn ơi. Đấy, chính là vùng đất Misa. Ừ, cái vùng đất mà có rất là nhiều cục đất sét á các bạn ơi. Đúng đó nha. Được được, bữa nay sẽ là một chuyến đi tìm cả cái vùng đất đó các bạn. Không biết có tìm được hay không nữa. Hình như ở đó cũng có một cô Lem huyền thoại xuất hiện đó nha. Hả? Cát Cam. Đây rồi. Let's go. Cuối cùng chúng ta cũng đã đặt chân được tới cái vùng Misa rồi các bạn ơi. Yay. Chúng ta sẽ bắt đầu cái hành trình đi tìm Golem huyền thoại tiếp theo ha. À, với cả là mình cũng muốn xem coi ở bên cái vùng đất mới này sẽ có những huyền thoại gì khác xuất hiện các bạn ơi. Ui, mình còn mở được cái thành tụ gì kìa. Khám phá tất cả biome. Wow, thì ra đây là cái biome cuối cùng mà mình chưa tìm được luôn nè. Quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Hình như chỗ này nó còn cạnh một cái sa mạc nữa hay sao á. Ui, xa xa còn có cái làng nữa kìa. Hợp lý ta, mình nghĩ nghĩa thử coi có hội quán bên đó không. Có thì vô mình chinh chiến luôn các bạn. Ừ, nhưng mà có vẻ là không có hội quán bên này rồi các bạn ơi. Ừ, hồi, số dè, số dè. Quay lại, dùng Misa này tiếp tục tìm huyền thoại thôi nè. Có vẻ là cũng hơi hơi hiếm các bạn à. Ê, nhưng mà lạ ta. Hình như ở cái vùng Misa này Pokemon mới hình như không có các bạn ơi. Mình check xung quanh thì chỉ có những em Pokemon thân thuộc mà chúng ta đã từng gặp ở tất cả những cái biome mà chúng ta đi qua ha. Vậy là ở vùng này không có Pokemon mới rồi. Ủa, ở đây có cái hang luôn, hợp lý. Mình sẽ bắt đầu đi xuống dưới lòng đất các bạn ơi. Có vẻ là chúng ta phải đi thật là sâu thì may ra huyền thoại Golem ở cái vùng này mới xuất hiện các bạn ơi. Ủa, ok, sao đi hồi ra ở đây vậy? Quá tuyệt. Sau khi áp cao một hồi lâu và khi trở lại thì trước mặt mình là Regirock luôn rồi các bạn ơi. Tuyệt là vậy. Ok, vậy thì chẳng chờ gì nữa, chúng ta cùng nhau chinh phục Regirock nè các bạn. À hả, đây chính là Golem huyền thoại thứ hai mà chúng ta tìm được rồi. À dạ, với cái đà này thì chắc sẽ không lâu đâu, chúng ta sẽ tìm đủ bộ sưu tập 6 Golem huyền thoại cho mà xem. Và Regirock thì mình sẽ thử dùng Heavy Ball coi. Không lẽ Heavy Ball bữa nay không phát huy công dụng sao ta? Dạ. Ý, có riêng một cái thành tựu bắt Regirock luôn kìa các bạn. Và đây chính là Regirock của chúng ta á. Đúng như cái tên, đây là một huyền thoại Golem mang nghệ đá các bạn ơi. Để xem một góc nè. Hành trình bữa nay còn dài lắm các bạn ơi, cho nên là chúng ta phải tranh thủ đi lẹ mới được. À quên, Regirock không có bay được. Mình phải cưỡi scissor bay lên cho nó dễ các bạn ơi. Vùng đất tiếp theo thì mình nghĩ mình sẽ trở lại cái vùng sa mạc. Mà cái vùng sa mạc thì tính ra kế bên cái vùng Misa luôn, nên rất là tiện lợi cho mình ha. Nhưng mà mình phải đợi tới trời sáng hoặc là lúc hoàng hôn các bạn. Ừ, đó là hai thời điểm lý tưởng để chúng ta gặp được cái huyền thoại Golem tiếp theo á. Hả? Thánh thần thiên địa ơi, Pokemon gì mà bự vậy? Ủa? Ủa nhưng mà đây là boss hay sao các bạn ơi? What? Đây là Striding Stone. What the heck? Chắc đây là một Pokemon nệ đá quá. Cái tên có chữ Stone bên trong các bạn. Với kèo này, để coi coi chúng ta sẽ cho... Ê, Kyurem Baby bữa giờ chưa có ra trận các bạn ơi. Ít khi ra trận á. Nay cho Kyurem Baby ra trận bữa ha.
Trời ơi, cái kẹo này lệch kích thước thiệt sự luôn á các bạn. Một bên là siêu khủng bố luôn, một bên thì tí hon. Rồi, khiêu chiến thành công nè. Wow. Hả? Có khi nào đây là Regirock nhưng mà ở dạng cổ xưa không các bạn? Ê, dám lắm nha. Quay. Đúng rồi, ở cái vùng Misa này. Ôi trời. Đống đất rồi, Thôi xong rồi, giật vậy. Trời đất ơi. Kìa. Đối thủ đang phản công và... Ôi, có vẻ là Kira của mình vẫn chống chịu rất là tốt các bạn. Em có thể làm được, cố lên. Tiếp tục nè. Ê, nhưng mà lượng máu đang ngày càng bị rút dần các bạn ơi. Ok, hay lắm, Kira baby. Một lần nữa được không? Ây, không kịp. Trời ơi, chắc chắn rồi. Vậy đây sẽ là Regirock cổ đại các bạn ơi. Wow, bá đạo. Mình sẽ thử Regan Dan coi, kịp không? Hy vọng là kịp. Rồi. Rồi, chịu nổi một hit của Striding Stone nha, và Outstrike nữa. Trời, knock out luôn. Uầy, nhưng mà hơi tiếc, đó không phải là Regirock bình thường để mình có thể bắt được các bạn ạ. Mình sẽ đưa Regirock ra. Rồi chúng ta coi thử ha, coi có phải vậy không. Mình nghi lắm. Ui, chuẩn luôn rồi nè các bạn ơi. Trời ơi, Sukuna thiệt chứ. Trời cũng sáng luôn rồi các bạn ạ. Giờ phải tranh thủ tới vùng sa mạc lẹ thôi. Và khi vừa tới vùng sa mạc thì mình sẽ lập tức đi xuống lòng đất á. Vẫn áp cả ở dưới các bạn ơi. Bởi vì những golem huyền thoại chỉ xuất hiện khi mà mình ở dưới đủ lâu thôi á. Và ở một cái độ sâu nhất định á. Cái lỗ này có vẻ hợp lý nè. Registeel huyền thoại golem. Mình tìm cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện rồi các bạn ơi. Việc tiếp theo là chúng ta phải ráng tìm Registeel ở xung quanh đây. Lần này thì huyền thoại không có xuất hiện gặp cạnh mình rồi. Ở góc nào trong cái hang này trời. Đây có phải là Registeel không? Uầy, không, đây là Machine Metal. Ê, hình như đây là dạng đặc biệt của Registeel các bạn ơi. Dấu hiệu nhận biết kìa, trên đầu có những cái chấm của golem huyền thoại. What? Bữa nay mình gặp golem huyền thoại đặc biệt. Quay. Vậy thì tuyệt vời luôn các bạn ơi. Ôi, tính ra bộ sưu tập golem huyền thoại của mình bắt đầu có nhân tố hơi bị dữ dằn rồi nha. Wow. Ở hình dạng đặc biệt này thì Registeel nhìn giống như là tê giác gì đó các bạn à. Các bạn có thấy giống vậy không? Và với thân hình to bự như vậy thì Heavy Ball chắc chắn là một lựa chọn tốt rồi. Heavy Ball nào, để xem một phát ăn luôn được không? Được không? Được luôn. No. Ê, trời, không được. Nhưng mà mình nghĩ là sắp được rồi đó các bạn. Con sweep thêm cái nữa đi ha. Rồi. Chiến này thì Machine Metal về đội của tôi đi. Để coi được không nha. Mình đang có linh cảm tốt lắm. Ai? Ở đâu rồi? Cái bóng rồi. Ôi trời. Thử lại cái nữa. Để coi coi. Lần này kết quả có khá hơn không? Ôi da. Bự như vậy mà Heavy Ball lại không hiệu quả là hơi điêu á nha. Thiệt sự luôn. Nếu mà Heavy Ball không bắt được thì mình nghĩ những bóng khác khó lòng mà bắt được á các bạn à. Đó. Chính xác rồi. Ui trời, mở được cái thành tổ bắt Registeel kìa các bạn ơi. Ba cháy bò chén. Và đây sẽ là huyền thoại golem thứ ba. Ui, ngoài hệ thép thì Machine Metal cũng có hệ rộng ở bên trong nữa. Mà thân hình thì lại giống tê giác. Ảo ma thiệt chứ. Ok, mình sẽ đưa Machine Metal ra để chúng ta coi thử ha. Wow. Trời ơi, coi vàng chỉ số của Machine Metal coi. Ồ, tốc độ hơi chậm một xíu á các bạn, nhưng mà không sao, ngầu là được rồi các bạn ơi. Mình mốt cho làm tăng cơ cũng ổn là áp lắm á nha. Rồi, vậy là chúng ta đã có được 3 trên tổng số là 6 golem huyền thoại trong thử thách ngày hôm nay rồi. Chúng ta phải tiếp tục đi tới những vùng đất tiếp theo để thực hiện cái thử thách này đó các bạn ạ. Mình đã tới vùng đất tiếp theo và có một tên mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Đấy là Registeel dạng đặc biệt này. Chúng ta có thể cưỡi và bay được các bạn ơi.
Wow, không ngờ luôn. Bự như vậy mà vẫn bay được các bạn. Ảo thật chứ. Rồi, và ở cái vùng Savannah. Ồ, trước mặt mình còn có tòa tháp dạy võ cho cấp phu nữa. Hoài, nhưng bữa nay thì mình không cần tòa tháp đó lắm. Mình cần đó chính là golem huyền thoại hơn. Ê, ở đây có kim tự tháp. Mình đang tìm cái chess ball nữa. Sẵn tiện đang hơn nè. Ghé vô một xíu coi. Nớ ngớ đang nhân phẩm cao mình có thể. Ủa? À thôi đi, chỗ này lút rồi các bạn. Xuống dưới là có cái nịt. Chắc xuống lòng đất ở tiếp quá. Ê, từ. Quay. Regas đã xuất hiện rồi. Mình mà không ngồi vô máy tính nhanh hơn một xíu nữa là chắc chúng ta đã vụt mất cơ hội bắt Regas rồi các bạn ơi. Và đây là golem huyền thoại thứ tư rồi. Ủa đúng ta, đúng rồi. Yes. Cái tiến độ chinh phục golem huyền thoại của mình có vẻ là ngày càng tăng các bạn ơi. Và để coi với golem huyền thoại lần này, chúng ta sử dụng heavy ball liệu rằng có hiệu quả hay không? Ý được rồi. Hiệu quả các bạn ơi. Nice. Đây sẽ là golem có level cao nhất từ nãy tới giờ ha. Cấp 70 lần các bạn ạ. Wow. Sắp rồi các bạn ơi. Chúng ta đã có 4 golem huyền thoại rồi. Còn thiếu 2 golem nữa thôi. Tuy nhiên thì 2 golem này lại ở 2 cái thế giới khác nhau các bạn ạ. Một là bên địa ngục, một là bên địa hèn. Và mình nghĩ mình sẽ qua địa ngục trước, tại vì địa ngục gần hơn các bạn ơi. Ở đây có trainer. Wow, cấp 83 dữ ạ. Ok, test thử sức mạnh luôn không? Cho những golem huyền thoại mới về đội của mình đi quẩy các bạn. Đầu tiên đề 3 chắc sẽ là Regice đi. Yo. Như nào, muốn như nào? Mình sẽ dùng Super Power. Úi xùi. Hút cực mạnh đến từ vị trí Regice. Ây da, có vẻ là chiến thắng khá là nhanh các bạn à. Chuẩn bị nè Lisa. Ý, xong rồi. Trời ơi, chưa kịp cho những golem khác thể hiện nữa. Nhanh ghê. Ôi, bên kia còn trainer khác. Không sao, mình sẽ cho Machine Metal ra trận. Trainer này cấp 86 lận à. Hơi căng đó các bạn ơi. Thế nên là mình Dynamax đi. Đó, trời, Machine Metal Dynamax lên bự chà bá nồi luôn các bạn à. Coi coi. Khiếp ghê chưa. Và có vẻ là đánh ui thọt cấp nhưng mà vẫn đánh rất là dữ dằn đến từ vị trí Machine Metal các bạn. Sắp chiến thắng tới nơi luôn rồi. Wow, đúng là ở dạng đặc biệt này bá đạo thiệt nha. Học được kỹ năng mới luôn nè. Test kỹ năng mới luôn coi. Hammer Arm. Ui ồ, khá đấy chứ. Thêm một đòn Hammer Arm nữa nào. Reggie Steel đặc biệt. Ây da, trời, Granidos tấn công gắt đấy. Nhưng mà không chịu nổi đâu. Ui, lại thêm một Granidos khác nữa kìa. Wow, bụp luôn. Ui trời, Machine Metal làm được các bạn ơi. Đã rồi, kèo này cho em thể hiện cực gắt luôn ha. Nãy giờ lập hơi nhiều chiến công rồi đó. Ok, chắc tới lượt Reggie Rock đi. Ừ, nãy giờ người bạn này chưa được thể hiện nè. Ây da, trời chưa gì đã sắp bị knock out mất tiêu rồi. Oh no. Tiếc giờ tới lượt Reggie Gigas. À đây. Thêm một đoạn nữa nào. Chiến thắng rồi. Reggie Gigas đã lập được chiến công ngay từ khi mới ra trận á. Quá tuyệt vời. Đội hình golem này mình thấy cũng rất là thú vị để chúng ta trải nghiệm đó các bạn ạ. Vì sắp qua địa ngục thế nên là về nhà mình đã lập tức chế tạo liền những cái nắp dust ball các bạn ạ. Để chúng ta chế tạo thành dust ball á. Và qua địa ngục để tăng tỷ lệ bắt Pokemon hơn các bạn ơi. Rồi. Let's go. Lâu rồi cũng chưa trở lại địa ngục các bạn. Liệu rằng chuyến đi này chúng ta có thể tìm được huyền thoại golem ở địa ngục hay không đây? Hơi bị háo hức nha. Và huyền thoại đó thì xuất hiện cũng gần cái khu vực cổng địa ngục của mình thôi. Đấy chính là trong pháo đài địa ngục các bạn ơi. Việc của mình đó chính là chờ đợi thôi. Ừ, thường thì sẽ xuất hiện đâu đó ở phía ngoài của pháo đài giống như vậy nè. Nhưng mà quan trọng là mình đủ may mắn để gặp hay không thôi. Chậm biết là Regirago xuất hiện cạnh mình các bạn ơi. Ở đây sẽ là một Pokemon Golem hệ rồng nha. Hai cái tai á ghép lại thành cái đầu rồng và cạp cạp nhìn rất là ngầu luôn. Thôi được,
tấn công cấu rỉa nào. Machine Metal, ok, cấu rỉa top đấy. Thêm một đòn nữa nè. Ok, có lợi thế rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ tung một cái Dust Ball thử xem. Ừ, nãy mình làm Dust Ball mà bên địa ngục nữa, nên là mình nghĩ Dust Ball sẽ khá là ok đó các bạn ơi. Hoặc là mình cũng có thể sử dụng Heavy Ball giống như những golem huyền thoại khác. Biết đâu bất ngờ. Nói chung thì bóng nào cũng được, quan trọng là bắt được huyền thoại là được các bạn ơi. Ôi dạ. Đó. Xong phim. Em ấy đã chịu về đội của mình rồi các bạn ơi. Wow, quá tuyệt vời. Đội hình Pokemon Golem của mình đang ngày càng hoàn thiện các bạn. Ok, và với Regirago thì chúng ta có thể chỉ cưỡi thôi và chạy thôi các bạn. Chứ bay thì chỉ có bay xuống nhung nhàm thôi. Chứ không có bay trên trời được các bạn ơi. Được cái thì Regirago nhảy cũng tương đối cao ha, nên là chúng ta cũng có thể dùng để leo núi được nè. Còn về sức mạnh thì một xíu nữa, nếu mà có dịp thì chúng ta mới có thể test được ha. Ok, huyền thoại Golem ở địa ngục chúng ta đã có rồi, cho nên là bây giờ chúng ta phải tranh thủ đi qua địa end và hốt luôn huyền thoại Golem cuối cùng trong ngày hôm nay thôi. Quầy, bên đây là... Hả? Ui, cái bờm kia sao giống Sô ga leo vậy? Đúng không? Có thiệt, nhưng mà đây là boss các bạn ơi. Cái màu này không thấy Pokemon thường nữa. Quầy 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 quầy. Ổn ta? Ui chuẩn luôn, đây là Sô ga leo nhưng mà là hình dạng cyber các bạn ơi. Wow, nhìn chiến vậy. Nhưng mà mình vẫn sẽ thử cho Mewtwo Cyber của mình đánh nhau với Sô ga leo á. Ôi dạ. Trời trời trời. Nhà hàng diện cái được rồi các bạn. Để biết sức mạnh của Sô ga leo Cyber là như thế nào á. Quay coi kìa, còn nhảy nhót nữa. Với tình hình này thì chắc mình phải đưa Seesaw ra trận nè. Những huyền thoại Golem thì hiện tại cấp đang bị thọt quá, nên là chúng ta phải tạm thời đưa vô ha. Gigatina Baby thì hình như cũng lâu rồi chưa được vận động tay chân đúng không nhỉ? Rồi Sharpedo đồ nè. Darkrai nữa. Ok, và thêm một thành viên nữa đi. Mình sẽ chọn Lunala. Ok. Với đội hình này để coi coi chúng ta có thể đương đầu với Sogaleo Cyber được hay không đây. Đầu tiên sẽ là Gigatina Baby các bạn ơi. Đây là mắt cái luôn nhỉ. Được. Ok. Ui, bị tấn công hết 1/3 cái máu rồi. Ui, ui, có vẻ cần đó các bạn ơi. Ấy. Rồi. Nhưng mà hit thứ hai thì không chịu nổi rồi. Wow. Sogaleo Cyber hơi bị căng nha. Thật sự luôn. Ui, coi kìa. Mẹn đất ơi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi các bạn à. Không ổn rồi. Darkrai Fusion thì sao? Hey. Trời, cái đoạn Dark Boost đó chỉ cấu được một ít máu của Sogaleo Cyber thôi. Mạnh ác luôn. Chiến này mình đụng phải đối thứ dữ rồi các bạn. Seesaw thì sao? Liệu rằng Seesaw có thể làm được nửa cái máu rồi. Phản đòn. Ý. Phản đòn chỉ mang tính chất là cấu máu nhẹ thôi. Thôi xong. Có lẽ nào. Rồi, thua thiệt rồi. Nháp thôi, nháp thôi. Thử lại lần nữa nào. Ok, lần này thì chúng ta sẽ nhờ sự trợ giúp của Charizard. Bữa giờ thì Charizard chưa có ra trận để gánh tem các bạn ơi. Ôi dạ. Trời 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 trời. Ngọn lửa Charizard chỉ cấu được cỡ hơn 20% máu một xíu thôi các bạn. Ê, gắt nha, cực kỳ gắt đến từ vị trí của Sogaleo Cyber đó. Ui, Salamence Fusion thì cấu rỉa được nhiều hơn nè. Hay lắm. Rowland thì sao? Được không? Ui, hay là mình đặt niềm tin vô Rowland ta? Ê, thử coi. Dynamax cho Rowland luôn. Ừ. Đặt niềm tin đúng chỗ rồi các bạn ơi. Ê, mình được cái gì kìa? Ui, Gracious Orb. Wow. Lại thêm một cái orb khác các bạn ơi. Ngon luôn. Vậy là mới mốt mình lại có thể triệu hồi thêm một Gigatina các bạn ơi.
Quá đã. Ơ nhưng mà hình như nãy giờ mình lạc đề hơi nhiều rồi đó. Ừ, mình đang đi tìm cái thành phố kết thúc á. Bữa mình nhớ hướng này có một cái mà ta. Ok, hay là mình đi lệch hướng rồi nhờ. Đây rồi, cuối cùng thì cũng tới. Mình sẽ lên chỗ cao nhất đi. Mà ở chính giữa nha. Rồi, ngay đây, hợp lý. Rồi, áp ca thôi các bạn. Chứ đứng gần quá thì mình sợ mấy con Suker nó thấy rồi nó lại hôm má mình bằng những cái cục tròn tròn á. Như vậy thì không hay đâu. Ôi trời. Ôi, như nãy giờ mình áp ca hơi lâu các bạn ơi. Trời, xuất hiện hai Reggie Eleki luôn rồi. Wow, đây chính là Golem huyền thoại cuối cùng mà chúng ta cần tìm đây các bạn. Đã tới lúc để chúng ta thử sức mạnh của Reggie Drago rồi. Wow. À, tấn công nhẹ trước đi. Công rỉa máu là chính á. Ok, có vẻ tốt, có vẻ tốt các bạn ơi. Thêm một đòn nữa nè. Ý, ngon. Và với Reggie Eleki thì chúng ta có Fastball để chinh phục ha. Ok, test thử coi Fastball có hiệu quả hay không. Ôi dạ, lần đầu thì hơi fail các bạn, nhưng mà không sao. Mình sẽ thử thật là nhiều, bởi vì mình có tới 30 mấy quả Fastball lận. Trời, còn làm tê liệt. Ý, trời. Em bị lọt dưới rồi. Tính ra Reggie Eleki là Golem huyền thoại khó bắt nhất từ đầu tới giờ luôn ha. Ờ, mình thử tới lần 2 thì vẫn chưa được các bạn ơi. Không biết sẽ tốn bao nhiêu quả bóng chứa Pokemon nữa mới chinh phục được huyền thoại này nữa. Ê, ui, ui không, mình rồi nữa rồi, lại bóng nhầm. Nửa tay nhanh hơn cái não rồi. Ây, thiệt tức cái lòng ngực. Nhưng mà nói chung thì chúng ta đã đủ được 6 Pokemon Golem huyền thoại và hoàn thành được cái thử thách mà chúng ta đề ra trong ngày hôm nay á. Nhưng có sự cố là chúng ta đã mất một quả Master Ball không đáng rồi các bạn. Với chừng này Ultra Ball mình nghĩ vẫn có thể bắt được Reggie Eleki á. Thôi bóp nhầm thì chịu, biết sao giờ. Bây giờ thì mình sẽ về nhà để chúng ta luyện cấp cho đội hình Golem huyền thoại này, rồi sau đó đi tìm mối để chúng ta thử sức mạnh luôn các bạn ơi. Và sau vài ngày áp cá ở đây để chúng ta luyện cấp thì đội hình Golem huyền thoại của chúng ta đã đủ sức mạnh để có thể đi quẩy rồi các bạn ạ. Đồng đều cấp với nhau cho dễ xử ha. Ok, để coi mình đang muốn trở lại The End quá các bạn ạ. À, lần trước mình vẫn chưa tìm được kiểu như Arceus ở hình dạng God các bạn. Biết đâu hôm nay mình đang hên nè, sở hữu full đội hình Golem luôn, mình lại may mắn gặp được Arceus God thì sao. Nhất định phải trở lại đó thử một chuyến nữa các bạn ơi. Hả? Cái gì? Đây là Giratina. Nhưng mà là... Ui, cái hình dạng Origin các bạn ơi. Wow. Tự nhiên mình lại muốn đưa Giratina của mình ra trận quá các bạn ơi. À, nhưng mà nay là ngày của đội hình Golem. Ai... Thôi được rồi, mình sẽ cho Regirago đầu tiên á. Ok, để coi rồng đánh nhau với rồng. Nhưng mà rồng này rồng dữ các bạn ơi. Giratina mà còn dạng Origin nữa, thứ gì chịu nổi. Để xem coi chúng ta có thể tấn công và gây được bao nhiêu sát thương lên Giratina Origin. Quầy, chạy. Không thấy chạy luôn rồi, ôi dồi. Thôi xong, toàn toàn thật rồi các bạn ơi. Super Power thì không đá động được Giratina rồi nè. Heavy Slam thì sao? Ui, đòn này không ăn thua rồi. Không lẽ dùng chiến thuật phát nổ ta? Ui, không kịp nổ luôn á. Chạy. Ok, chạy được rồi. Với kiểu này thì đổi ngược lại, mình đưa Regigigas ra đầu tiên thì sao? Liệu rằng kết quả có thay đổi không? Quay. Có vẻ là trụ được một đòn các bạn. Nhưng mà hiện tại chưa có kỹ năng nào để chúng ta quẩy nè. Raven với cả là Crush Grip là không xài được rồi đó. Ây ui. Ừ, đối này hơi căng các bạn ơi. Ừ ha, đúng rồi, mình có Regi-Eye mà ta, đúng mà. Trời, quên nữa. Tí nữa thì quên nhân tố cánh tem. Ai đây rồi. Kẹo này, Golem huyền thoại đầu tiên của mình sẽ gánh tem mặt trăng. Ui, chính xác rồi các bạn.
Thấy Reggie ai vậy thôi chứ gánh tem như chơi nha. Đây nè, chuẩn bị. Đòn quyết định. Yes. Không ngờ luôn. Ok, được thêm kẹo mắt. Chà bá lửa lắm cơ. Yeah. Không ngờ Golem huyền thoại đầu tiên lại là nhân tố gánh tem với chúng ta trong ngày hôm nay á. Yes. Mình sẽ thử ở đây thêm vài hôm nữa coi coi có gặp Arceus God không á các bạn. Chứ Giratina xuất hiện rồi đó. Có điểm các bạn ơi. Mình cũng gán tìm thêm nhưng mà có vẻ mình không có duyên để gặp lại Arceus trong ngày hôm nay các bạn ơi. Nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng đã có rất là nhiều Golem huyền thoại về đội trong ngày hôm nay á. Và các bạn ấn tượng nhất Golem huyền thoại nào trong 6 cái em này mình thì ấn tượng nhất đó chính là Registeel ở hình dạng đặc biệt các bạn. Và còn về mảng chiến đấu thì mình ấn tượng với Regice nha. Không ngờ em nhỏ nhắn vậy thôi nhưng mà lại gánh tem giúp mình đánh bại được Gigatina Origin, cực kỳ ngầu luôn. Sao mà đỡ được. Rồi và cũng cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Bạn nào có nhu cầu mạc Roblox, Lovroot hay là Unitelet thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình chinh phục thêm thật nhiều huyền thoại Pokemon mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye.